Ngày 14 tháng 8, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt câu lạc bộ bóng đá PVF Công an Nhân dân. Cùng dự có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, Trung tâm PVF và tập thể câu lạc bộ bóng đá PVF Công an Nhân dân. Sau khi nghe báo cáo về hoạt động của Trung tâm PVF và câu lạc bộ bóng đá PVF Công an Nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của ban huấn luyện cùng toàn thể cầu thủ câu lạc bộ bóng đá PVF Công an Nhân dân trong thời gian qua, đề nghị tập thể câu lạc bộ tiếp tục cố gắng thi đấu hết mình trong các trận đấu còn lại của hai giải đấu, giải bóng đá hạng nhất quốc gia và cúp quốc gia năm 2023. Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, Trung tâm PVF và câu lạc bộ bóng đá PVF Công an Nhân dân cần xây dựng lối chơi chuyên nghiệp, hiện đại, thể hiện tinh thần của đội bóng ngành công an, tạo được sự yêu mến trong lòng người hâm mộ, đóng góp cho sự phát triển của phong trào thể thao ngành công an nhân dân. Bộ Công an sẽ tạo điều kiện tốt nhất để chăm lo cho các thế hệ học viên của trung tâm với mục tiêu đào tạo ra các thế hệ kế cận chất lượng tham gia thi đấu tại các giải cao nhất, phục vụ cho thể thao Việt Nam nói chung, thể thao công an nhân dân nói riêng. Trung tâm PVF cũng cần duy trì chất lượng xứng tầm với danh hiệu học viện 3 sao châu Á và tích cực tìm kiếm hợp tác quốc tế để nâng cao giá trị của mình. Bộ Công an sẽ có kế hoạch cải tạo và nâng cấp trung tâm để đảm bảo chất lượng phục vụ cho công tác đào tạo. Tại buổi gặp mặt, đại diện Trung tâm PVF và câu lạc bộ bóng đá PVF Công an Nhân dân gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đã luôn quan tâm, động viên ban huấn luyện và các cầu thủ, xin hứa quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thi đấu ở giải bóng đá cao nhất của nước nhà trong tương lai.